Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình tối nay thứ bảy ngày 10 tháng 12, chúng tôi sẽ chuyển đến những nội dung thông tin đáng chú ý sau. 15 dự án xuất sắc tham gia vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng với cả nước, Thừa Thiên Huế hiện nay đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn vitamin A. Khởi tố các đối tượng vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong khai thác tận thu gỗ thông. Tin chi tiết, sáng nay Thành ủy Huế tổ chức hội nghị lần thứ 9 nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2022, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2022, thảo luận thông qua dự thảo các nghị quyết, các văn bản năm 2023. Năm 2022, Thành ủy Huế đã đổi mới phương pháp xây dựng, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chương trình kế hoạch, quyết liệt chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực, đảm bảo mục tiêu phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Năm 2022, thành phố thực hiện đạt và vượt 12 trên 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế, tăng trưởng khá so với năm trước. Tổng vốn đầu tư ước đạt 7.000 tỷ đồng, tăng 12%. Hoạt động du lịch phục hồi và phát triển, lĩnh vực thương mại dịch vụ công nghiệp tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách ước đạt hơn 1.027 tỷ đồng, tăng 12% so với dự toán. Các chương trình y tế, văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội triển khai đồng bộ, hiệu quả, an ninh quốc phòng giữ vững. Hội nghị được nghe các tờ trình báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, kết quả thực hiện an ninh quốc phòng, báo cáo về thực hiện nghị quyết 54 về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thông tin kế hoạch của tỉnh về triển khai đề án thành phố trực thuộc trung ương và phương án dự kiến thành lập các đơn vị hành chính. Hội nghị tập trung thảo luận, tham gia ý kiến thông qua các dự thảo nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, an ninh quốc phòng, chương trình kiểm tra, giám sát, nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Theo đó, tập trung các giải pháp thực hiện các chương trình dự án trọng điểm, huy động tối đa các nguồn lực phát triển đô thị, góp phần hoàn thiện các tiêu chí để đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, xây dựng môi trường đô thị du lịch văn minh, thân thiện, an toàn, giàu bản sắc, thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu kinh tế xã hội với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 12%, kinh tế phát triển trên nền tảng kết hợp giá trị văn hóa, di sản, tri thức và hội nhập, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, mở rộng quan hệ đối ngoại, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, giữ vững an ninh quốc phòng, góp phần đưa thành phố phát triển trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai pháp lệnh số 02 ngày 9 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 131 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng cho các cơ quan đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh. Tại hội nghị tập huấn, đại biểu các cơ quan đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh được nghe giới thiệu những vấn đề cơ bản, những điểm mới của pháp lệnh số 02 về ưu đãi người có công với cách mạng, nghị quyết số 131 về quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh, thông tư số 55 ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của quân đội. Đồng thời hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, quy trình, nội dung xét duyệt hồ sơ thương binh, bệnh binh, liệt sĩ theo nghị định số 131 của Chính phủ và thông tư số 55 của Bộ Quốc phòng, giải đáp thắc mắc và trao đổi kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản chế độ chính sách. Thông qua tập huấn nhằm thống nhất nguyên tắc, thủ tục, quy trình làm cơ sở cho việc chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện xác lập hồ sơ đề nghị công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng của cơ quan đơn vị, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả và đúng đối tượng. Vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra vào sáng nay với 15 dự án xuất sắc được chọn ra từ 59 hồ sơ dự thi. 15 dự án vào vòng chung kết ở nhiều lĩnh vực khác nhau như văn hóa Huế, ẩm thực, giáo dục, công nghệ. Tuy nhiên, điểm chung là đều đã khai thác tận dụng những tài nguyên, chất liệu là bản sắc của Huế để tạo nên những sản phẩm mới lạ nhưng vẫn mang tính truyền thống. Tại vòng thi chung kết này, các tác giả, nhóm tác giả sẽ thuyết phục ban giám khảo bằng những điểm mới độc đáo trong dự án của mình để đạt được ngôi vị cao nhất. Theo kế hoạch của ban tổ chức, những dự án ý tưởng đạt giải nhì trở lên, cơ quan thường trực cuộc thi sẽ đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt đặt hàng thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh nhằm góp phần phát triển cả ý tưởng, dự án thành các sản phẩm, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm để phát triển trên thị trường. Được biết, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ 7 năm 2022 ghi nhận sự tham dự của 59 hồ sơ hợp lệ ở các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến, khai thác tài nguyên bản địa, ứng dụng công nghệ,
Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2022 và được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tường thuật trực tiếp. Trong năm 2022, đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mọi hoạt động của mặt trận về cơ sở, tập trung vào việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phản ánh và quan tâm giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân với cấp ủy chính quyền là những kết quả tích cực đã được ghi nhận tại hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Đông. Trong năm 2022, mặt trận huyện đến cơ sở đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các hoạt động và các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội với 4 cuộc giám sát. Bên cạnh đó, đã tổ chức 4 hội nghị tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến và trực tiếp của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Mặt trận huyện đến cơ sở tổ chức 221 điểm tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp với gần 7.000 lượt người dân tham gia. Đồng thời, tiếp nhận và phân phối 1.040 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 570 triệu đồng. Hỗ trợ xây mới 8 nhà ở cho hộ nghèo với tổng kinh phí 350 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo của mặt trận tỉnh. Trong chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Đông tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ủng hộ quỹ vì người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, phát huy tiềm năng nỗ lực của cộng đồng và nâng cao ý thức tự giác của nhân dân ở khu dân cư, phấn đấu thực hiện đạt cả tiêu chí của từng địa phương, nâng cao chất lượng thực hiện về công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh. Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận bằng khen, giấy khen các cấp có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác mặt trận năm 2022. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là cuộc vận động lớn của mặt trận các cấp. Với phương châm cả phong trào phải xuất phát từ cơ sở và phục vụ nhu cầu lợi ích của cộng đồng dân cư, nhiều mô hình điểm do mặt trận thành phố Huế sau một thời gian triển khai cho thấy hiệu quả thiết thực, góp phần mang lại diện mạo sáng, xanh, sạch đẹp cho đô thị Huế. Từ bãi đất bồi sinh lầy rậm rạp, sau một thời gian tiến hành các hạng mục sàn lấp, tạo mặt bằng, cảnh quan, công việc lắp đặt các thiết bị chiếu sáng và dụng cụ thể dục thể thao, điểm xanh văn hóa thôn Thạch Căn đã cơ bản hoàn thiện giai đoạn 1, đáp ứng nhu cầu giải trí, rèn luyện sức khỏe của người dân trong khu vực. Trồng thêm cây xanh, tôn tạo cảnh quan, lắp thêm một số thiết bị dụng cụ thể dục dành cho người cao tuổi là những phần việc sẽ được triển khai trong giai đoạn 2. Với số tiền đóng góp trên 120 triệu đồng cùng hàng chục nghề công, công trình phúc lợi này ra đời hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa. Xuất phát từ nguyện vọng của bà con nhân dân thôn là có một điểm để bà con lui tới sinh hoạt, về các em thanh niên đến rèn luyện sức khỏe, các cháu đến vui chơi. Từ xuất phát từ điểm đó thì đảng ủy, chi bộ, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận cùng toàn thể bà con nhân trong thôn và nhất là các mạnh thường quân đã tạo nên sự đoàn kết và ủng hộ để cho thôn làm được cái điểm sáng vào hôm nay. Sẽ có những người ủng hộ công, có người ủng hộ tiền. Được Ủy ban Mặt trận thành phố Huế phát động vào đầu năm 2021, hiện trên địa bàn thành phố Huế có 17 điểm sáng văn hóa được đưa vào hoạt động. Dự kiến đến hết năm 2022 có thêm 4 điểm sẽ hoàn thành. Điểm đặc biệt là 7 điểm xanh văn hóa thực hiện trong năm 2021 đều có sự hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn quỹ vì người nghèo, thì năm nay tất cả đều được xã hội hóa hoàn toàn theo đường phương châm lấy sức dân để lo cho nhân dân. Điều này không chỉ đòi hỏi sự chỉ đạo sâu sắc của cấp ủy đảng các cấp mà còn là vai trò kết nối, tuyên truyền, vận động của mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Được sự quan tâm chỉ đạo của đảng ủy, thì mặt trận xã với các phối hợp với các ban ngành trên địa bàn của xã phối hợp với hệ thống chính trị của thôn, các ban của thôn là tích cực tổ chức họp dân tuyên truyền vận động cũng như là các cái ban ngành, đoàn thanh niên, nông dân phụ nữ tích cực phối hợp để vận động tuyên truyền bà con nhân dân đóng góp để xây dựng, vì đây là cái phục vụ là lợi ích tại cộng đồng dân cư, thì do đó người dân rất là quan tâm và hưởng ứng tích cực. Nếu như điểm xanh văn hóa tạo lập không gian công cộng để người dân giải trí, rèn luyện sức khỏe và tổ chức các hoạt động cộng đồng,
thì sắc hồng cổ đô được phát động từ năm 2022, góp thêm những điểm nhấn về cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp. Đến thời điểm này, đã có hơn 100 điểm được phát động hưởng phong trào này với trên 2.800 gốc hồng được trồng. Không chỉ nhận được sự hưởng ứng của nhiều tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân, phong trào cũng được lan tỏa đến các đơn vị, cơ quan công sở, trường học, các tổ chức tôn giáo. Nhà thờ chúng tôi được cấp trên quan tâm, hôm nay là một cái lễ rất là cảm động để trao những cái hoa hồng Huế cho chúng tôi tôn tạo cái nhà thờ của chúng tôi càng ngày càng đẹp hơn. Và chúng tôi nguyện sẽ cố gắng cùng với linh mục quản sứ, hội đồng giáo xứ trong những cái buổi lễ có bà con đông giáo dân sẽ tuyên truyền làm thế nào để cho mọi người dân đều ý thức chúng tay vào để góp phần cho thành phố Huế chúng ta sáng sạch đẹp, trong đó là có nhà thờ chính tòa Phủ Cam. Điều mà chúng tôi quan tâm nhất đó là tính bền vững của phong trào. Cho nên để mà tổ chức những cái phong trào, những cuộc vận động mà có tính bền vững thì chúng tôi nghiên cứu rất là kỹ. Đặc biệt là bám vào các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thành phố, bám vào các nhu cầu nguyện vọng của người dân, và phong trào phải đi từ cơ sở lên đến thành phố mà xuất phát được từ là trong cộng đồng. Đấy, có sự tham gia của cộng đồng dân cư thì lúc đó mới thành công được. Phục vụ trở lại lợi ích của cộng đồng dân cư thì lúc đó thì mô hình nó sẽ có tính bền vững. Chọn những nơi có điều kiện để hướng dẫn triển khai điểm, đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng, trên cơ sở phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, huy động nguồn lực xã hội. Các mô hình điểm xanh văn hóa, sắc hồng cổ đô chính là những cách làm linh hoạt, sáng tạo của mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố Huế, nhằm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời hiện thực hóa nghị quyết 05 của Thành ủy Huế về phát huy giá trị đạo đức, lối sống, phong tục tập quán Huế đặc sắc gắn với nâng cao đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị. Tiếp tục với những thông tin khác, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, ra quyết định bắt tạm giam đối với Lê Hồng Khanh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn Dịch vụ Nông nghiệp Lâm Phát, Lê Hà, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế Nông lâm nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, và Trương Ngọc Đức, nhân viên điều tra quy hoạch rừng, Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế Nông lâm nghiệp để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng trong hoạt động thiết kế, thẩm định phương án và dự toán khai thác tận thu gỗ thông do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy quản lý. Theo kết quả điều tra, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy đã hợp đồng với công ty Lâm Phát và Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế Nông lâm nghiệp để thiết kế, thẩm định phương án khai thác, tận thu 157,87 hectare gỗ rừng thông bị thiệt hại do cháy rừng năm 2021. Tuy nhiên, các đối tượng đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng quy trình thiết kế, thẩm định. Kết quả tổng doanh thu đã khai thác bán ra hơn 22 tỷ đồng, trong khi tổng doanh thu theo phương án được phê duyệt là 6,3 tỷ đồng. Kết quả giám định, định giá tài sản, hành vi các đối tượng này gây thiệt hại cho nhà nước với số tiền hơn 5,6 tỷ đồng. Ngoài ra, hiện còn 10,9 hectare rừng thông ở xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy chưa khai thác. Do công tác phát hiện, đấu tranh kịp thời của cơ quan công an nên đã giữ lại được 10,9 hectare rừng thông đang phục hồi này. Trước đó, Phòng An ninh Kinh tế, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 2 vụ án hình sự. Cơ quan An ninh Điều tra khởi tố 2 bị can là Nguyễn Đăng Sáu Tý, chuyên viên Phòng Tư pháp Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, và Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo An về hành vi trốn thuế. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan. Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn về việc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện các quy định của luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh về việc bảo đảm vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh lây truyền do điều kiện vệ sinh không đảm bảo và dịch bệnh lây truyền qua thực phẩm, ngộ độc thực phẩm. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định, sử dụng thực phẩm đã được nấu chín và nước đã được đun sôi. Nghiêm cấm không để các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm không đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cung cấp thực phẩm hoặc suất ăn cho các trường học. Trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, các trường học phải huy động sự tham gia của ban đại diện cha mẹ học sinh, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh trong trường học nhằm đảm bảo sức khỏe cho trẻ em, học sinh.
Theo các chuyên gia y tế, trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi đều phải được bổ sung vitamin A liều cao mỗi 6 tháng. Cụ thể vào ngày 1, ngày 2 tháng 6, ngày 1, ngày 2 tháng 12 tại các điểm uống vitamin A. Trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ thiếu vitamin A như suy dinh dưỡng, bị sởi hoặc bệnh nhiễm trùng tái đi tái lại, tiêu chảy kéo dài cũng cần được uống vitamin A liều cao. Tuy nhiên, cùng với cả nước, Thừa Thiên Huế hiện nay đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn vitamin A, ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngày 2 tháng 12, Trung tâm Y tế thành phố Huế có công văn tạm hoãn chiến dịch uống vitamin A đợt 2 năm 2022 gửi trạm y tế 36 phường xã. Lý do là trung tâm chưa nhận được vitamin A từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Vitamin A trên địa bàn là đang tỉnh Thừa Huế là chưa nhận được vitamin A từ viện dinh dưỡng của trung ương. Lý do là hàng vitamin A hiện nay chưa về đến Thừa Thiên Huế. Bình thường thì vitamin A sẽ được uống cùng dịp với là cân đo trẻ. Thì mỗi năm Thừa Thiên Huế là có hai đợt, một đợt là cân đo trẻ vào tháng 6 và một đợt là vào tháng 12. Nhưng trong đợt này thì CDC đang cân đo trẻ dưới 5 tuổi để đánh giá tình trạng dinh dưỡng, đồng thời là cho uống vitamin A. Nhưng hiện nay vitamin A là thuộc vitamin A là chưa đến về tại Thừa Thiên Huế nên chúng tôi chưa triển khai được uống vitamin A cho các cái đối tượng. Không chỉ riêng Thừa Thiên Huế, nhiều đơn vị y tế trên toàn quốc cũng thiếu hụt nguồn vitamin A. Đã có tình trạng một bộ phận người dân lo lắng nên mua gom chung thuốc trên các trang mạng xã hội hoặc tự ý mua vitamin A ở tiệm thuốc cho trẻ uống. Việc tự ý bổ sung vitamin A với lượng lớn hoặc kéo dài sẽ dẫn đến thừa vitamin A với nguy cơ gây ngộ độc, làm tăng áp lực nội sọ, dẫn đến buồn nôn, nôn, đau đầu. Ở trẻ nhỏ có biểu hiện thọc phồng. Ngoài ra, thừa vitamin A ảnh hưởng đến sự phát triển của xương, làm trẻ chậm lớn, rối loạn thần kinh và nhiều hậu quả khác. Đối với phụ nữ trước khi mang thai và có thai 3 tháng đầu, nếu bổ sung thừa vitamin A có thể gây nên tình trạng hở hàm ếch, dị dạng tim mạch, cơ xương, hệ thần kinh trung ương. Các bác sĩ cảnh báo không nên tự ý bổ sung loại vitamin này cho trẻ bởi vitamin A trên thị trường được sản xuất riêng, mẫu mã khác biệt với vitamin A liều cao các trạm y tế cho trẻ uống. Chúng tôi cũng khuyến cáo là các bà mẹ sau sinh và trẻ em thì uống theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Không nên uống vitamin A ở trôi nổi ngoài thị trường. Loại vitamin A chúng ta đang dùng trên địa bàn tỉnh Thừa Huế và cả nước nói chung là loại vitamin A được cung cấp bởi Tổ chức Y tế Thế giới UNICEF. Các bà mẹ không nên nôn nóng và chắc chắn đợt này thì sau 15 tháng 12 thì vitamin A sẽ viện dinh dưỡng quốc gia sẽ cung cấp và chúng tôi sẽ cung cấp cho y tế cơ sở để giúp cho bà mẹ và trẻ em uống vitamin A đúng liều và đúng thời gian quy định. Để phòng thiếu vitamin A, bên cạnh biện pháp ăn uống đủ chất dinh dưỡng và bổ sung các thực phẩm giàu vitamin A, trẻ em trong độ tuổi từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi và các bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng cần được bổ sung vitamin A 2 lần một năm trong ngày vì chất dinh dưỡng do Bộ Y tế phát động. Việc thiếu hụt vitamin A đang được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nỗ lực bổ sung trong tháng 12 năm 2022 này. Phần cuối là một số thông tin khác. Hội nông dân thành phố Huế phối hợp với hai cơ sở kinh doanh trên địa bàn ra mắt cửa hàng sinh thái với mô hình trạm refill station, tức là trạm nạp đầy. Đây là mô hình của dự án Huế đô thị giảm nhựa miền Trung Việt Nam. Đó là cửa hàng nông dân 32 Phùng Hưng thành phố Huế và cửa hàng Liên Minh Xanh 73 Thạch Hàng thành phố Huế. Refill station là một mô hình kinh doanh đặc biệt nhằm giới thiệu và nhân rộng cách đi chợ kiểu mới. Người tiêu dùng chỉ cần mang chai lọ, giỏ đựng có sẵn của mình đến cửa hàng để lấy đủ lượng sản phẩm cần dùng và thanh toán. Phương pháp này vừa giúp tiết kiệm chi phí đóng gói bao bì, vừa giảm lượng rác thải trong hoạt động tiêu dùng cá nhân. Sử dụng mô hình trạm nạp đầy còn là một cách để khuyến khích mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường, bắt đầu từ việc thay đổi những thói quen nhỏ nhất. Đây sẽ là bước khởi đầu để hình thành lối sống sinh thái và tiêu dùng sinh thái nhằm giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động bán hàng trên địa bàn thành phố Huế, góp phần xây dựng thành phố Huế xanh, sạch, sáng. Sáng nay, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên Huế và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức hội thi tìm hiểu quyền trẻ em và phòng chống bạo lực ma túy HIV/AIDS trong trường học năm 2022 cho học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Huế. Hội thi với sự tham gia của các em học sinh đến từ trường Trung học cơ sở Thống Nhất, Trung học cơ sở Phan Xào Nam, Trung học cơ sở Trần Cao Vân, Trung học cơ sở Hàm Nghi và Trung học cơ sở Tổ Hữu.
với nhiều hình thức như trả lời câu hỏi nhanh hay sân khấu hóa các thông điệp, các kiến thức về phòng chống ma túy, bạo lực, HIV/AIDS đã được truyền tải đến các em một cách tự nhiên, dễ tiếp thu, qua đó giúp các em có thêm những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân trước những tệ nạn xã hội. Những hội thi về quyền trẻ em và cung cấp các kiến thức liên quan là hoạt động thường niên của Hội bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông qua đây không chỉ giúp các em có thêm nhiều thông tin bổ ích mà còn lan tỏa thông điệp, chung tâm, chung trí, chung sức bảo vệ quyền trẻ em đến với mọi cơ quan, đoàn thể và cộng đồng. Sáng nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức giao lưu rung chuông vàng tìm hiểu luật giao thông năm học 2022-2023 nhằm phổ biến tuyên truyền thực hiện luật giao thông cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Tham gia cuộc thi có 200 học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Huế. Giao lưu rung chuông vàng tìm hiểu an toàn giao thông được Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức nhằm bổ sung, củng cố kiến thức an toàn giao thông, phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập, tìm hiểu luật an toàn giao thông cho học sinh, đồng thời tạo sân chơi vui và bổ ích giúp các em củng cố kiến thức an toàn giao thông và phát huy được sự chủ động trong việc tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông, có phần hình thành được những kỹ năng cơ bản về an toàn giao thông cho học sinh để các em tham gia giao thông đúng luật và an toàn hơn. Trong các ngày 9 và ngày 10 tháng 12, tại Trung tâm Nghệ thuật Điểm Phùng Thị, Bảo tàng Mỹ thuật Huế phối hợp với gia đình đại tá Hà Văn Lâu tổ chức triển lãm hình ảnh, tư liệu và giới thiệu tập sách về cuộc đời, sự nghiệp với chủ đề Nhà ngoại giao đại tá Hà Văn Lâu, hồi ức cách mạng trong kỷ niệm. Triển lãm trưng bày giới thiệu đến công chúng và nhân dân Thừa Thiên Huế ba cuốn sách viết về nhà ngoại giao đại tá Hà Văn Lâu, hơn 70 hình ảnh, tư liệu và một số bài báo về cuộc đời và sự nghiệp của đại tá Hà Văn Lâu. Trong khuôn khổ triển lãm, tác giả Kiều Mai Sơn cũng đã giới thiệu về cuốn sách Nhà ngoại giao đại tá Hà Văn Lâu, hồi ức cách mạng trong kỷ niệm do chính tác giả cùng với con gái đại tá Hà Văn Lâu, bà Hà Thị Diệu Hồng tuyển chọn, biên soạn và xuất bản. Triển lãm sẽ giúp cho công chúng nhân dân Thừa Thiên Huế, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu thêm về cuộc cách mạng giành độc lập đầy khó khăn, thử thách nhưng vô cùng hào hùng oanh liệt của dân tộc Việt Nam với sự hy sinh và đóng góp rất lớn của những người con anh hùng của đất nước, trong đó có đại tá Hà Văn Lâu. Ông không những là nhà chỉ huy tài ba trên mặt trận quân sự mà còn là một nhà ngoại giao xuất sắc của cách mạng Việt Nam. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.